Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Shop Bé Jean. Hôm nay mình và các bạn sẽ review một bộ đồ chơi có tên là xếp hình thuộc kiểu khác, chứ không phải như cái bộ 500 kia nha các bạn. Đây là một kiểu xếp hình bằng cổ và bằng 500. Và nó được có nhiều hình khác nhau đây như là và nó có nhiều đầy màu sắc nha các bạn. Đấy, tinh nó có nhiều hình khác nhau đó. Thì hôm nay mình và hai bạn trẻ này sẽ cùng nhau thách đồ với nhau. Ok, này 9 này 10 11. Bố đang xếp hình gì đấy để giới thiệu với các bạn xem. Hình như thước. Mình đang xếp một con cua nha các bạn. Con cua. Thỏ Minh hai bạn xếp trò gì đây? Sư bò. Xếp nhà. Thỏ xếp gì? À đây à. Ôi, bạn Minh xếp đổ rồi. Mình xếp lại đi. Mình xếp cua bắt chơi bố bạn. Cua mình chạy thẳng ấy. Mình bắt chơi anh bốp này. Anh bốp xếp đi rồi anh mình học theo này. Anh bốp xếp màu thì anh mình phải chọn màu khác. Thỏ là xếp hình kia thỏ. Xếp gì? Xếp cây. Xếp cây à? Đây em thỏ đang đeo logo của Vizin đây. Phan cứng của Vizin. Em Binh xếp tường bao à? Phải không? Yeah, đố các bạn đây là mèo gì nha các bạn. Mèo gì? Anh bố xếp mèo gì đây? Đây là mèo Doraemon. Uầy chà ô. Đấy. Mình đã xong phần quả nha, bây giờ chỉ cần đây là móp, đây là mũi. Bao giờ khi nào ba người xếp xong nhá thì bảo xong, chú sẽ dừng hình chấm điểm. Cả hai
cả mấy ông. Khi nào mà xếp xong rồi bỏ tay ra nhá, không được xếp nữa nhá. Kết thúc. Trời ơi, xếp nóng cây thế. Xếp cả một mũ rồi. Xếp thịt ra. Thì bị ác lắm. Thì bị phòng phòng. Tại sao xếp một cái cây. Như thế như cái cây chuyển ra. Ui trời ơi, con đài, lâu đài. Mình đang xếp cao lên à? Mình xếp vào tận không đổ cái là mất công nhá, là thua cuộc đấy. Thỏ mình xếp xong rồi à? Vâng ạ. Vâng ạ, xong rồi gì? Rồi xong rồi thì khoanh tay chờ anh bố. Thỏ xếp xong chưa? Rồi. Rồi à? Chờ anh bố xếp đèn. Em bốc xếp đẹp. Biết bốc xếp hình gì không? Xếp hình con mèo. Con mèo à? Em bốc xếp cũng được không? Được ạ. Được à? Thỏ thế em bốc xếp cũng được không? Được. Con xếp lâu đài. Con xếp lâu đài à? Con xếp cũng được ấy. Thỏ thì xếp toàn cây thôi, không nhà. Thỏ thích trồng cây, sau này làm ruộng. Đi làm ruộng, con thì đi xếp. Ôi thôi, sao chết rồi. Người này rồi. Thì con đồng là bạn. Người này thì xếp con mèo. Anh bốp mất công rồi, đã chỉnh lại rồi. Anh bốp. Mình hỗ trợ anh bốp xem anh bốp mình cần màu gì thì nhặt cho anh ấy nào. Để cho anh bốp hoàn thành dự án nào. Anh bốp không cần màu hồng. Xong chưa? Nào, ba người ngồi thẳng hàng vào nào. Thỏ ngồi giữa, rồi mình ngồi vào. Không, mình ngồi vào đây, mình ngồi vào đây. Tác phẩm ngay người cạnh của người đấy. Bây giờ chú cho chấm điểm chéo nhá. Bây giờ thỏ chấm điểm của anh bốp. Chưa? Anh bốp chấm điểm của em Minh. Em Minh chấm điểm em thỏ. Chưa? Em thỏ cho anh bốp bao nhiêu điểm nào? Bao nhiêu điểm? 2 điểm 10. Từ 1 đến 10. 10 điểm à? Cho anh bốp 10 điểm à? Anh bốp chấm điểm của Nguyễn Minh thế nào? Anh thấy thì tầm 8,5. 8,5. Lý do sao 8,5? Tại vì cái phần này nó là cái quá nhiều. Quá nhiều à? Thì phải như nào? Là sao em phải xếp như nào cho nó đẹp hơn nhỉ? Bốp tư vấn cho em Minh nhỉ? Và một căn nhà thế này thì cái cổng đâu nhỉ em? Cổng đâu? Minh chờ trả lời anh ý. Cổng đâu? Anh cổng nhà của em đâu? À, em Minh chỉ cổng đấy à? À. Ok, thế là có cổng rồi đúng không? Rồi, tăng lên cho tầm 8,75. Ok, thế là được 0,25 điểm. À, bây giờ đến lượt anh Minh chấm điểm cho em Thỏ nào. Thỏ được 9 điểm. 9 điểm? Sao 9 điểm? Giải thích cho em xem đẹp. Em chỉ xếp toàn là cây thôi. Toàn là cây à? Cây, cây thì như sao có mấy cái này nhỉ? Đâu? Thì cây thì có cái gì? Sao Thỏ thì cây thì có những cái gì kia? Giải thích cho các anh nhé. Cây non ạ. À? Sao? Cây sao con được xếp có cái cây nhỏ nhỏ này? Xếp đá. À, xếp đá. Nhưng mà à. Anh cũng có một... Anh cũng có điểm cho em... Rồi. Và tính là em được 9,5. 9,5 à? Tại thế vì rất là thích hợp với môi trường. Tốt, tốt. Thế là anh bốp quyết định cho 0,5 điểm, anh Minh cho 9. Thế là em Thỏ cho được 9,5 điểm. Rồi, thế cảm ơn 3 bạn nhá. Nào, 3 bạn chào khán giả thế nào.
chào và tạm biệt các bạn. Xin chào hãy và tạm cùng biệt. Nhau hãy cùng nhau bấm like và subscribe để cùng nhau cho tụi mình review nhiều món đồ chơi hấp dẫn hơn nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn.